Trời ơi, cá to anh em ơi. Lục này nào mà ăn được đấy. Hôm nay phải nói là cần lục này nào mà ăn rất là được các bác nhé. Này, giời, các bác nhìn chưa, đóng thẳng mồm luôn. Ai, các bác nào bảo con này không to em cái. Rô phi thiên nhiên con này là quá là ngon luôn rồi đấy. Quá nhìn chưa. Ấy giời. Ấy giời, giò dậy thoải mái luôn. Con này chắc ấy giời. Con này chắc là con nói là con to nhất này em ăn câu được đấy. Các bác nhìn này, mồi đánh rô phi các bác nhé, đánh này toàn con to thôi. Các bác nhìn nhá, mồi đánh lục đánh xa mình đánh cái tầm sâu ấy đó, nó chạm đáy toàn con to thôi. Đẩy mình như này cơ mà, tầm trưa trưa này không ngờ đóng con bự đấy. Cái này ngon nó. Ui đóng cá em ơi. Ui. Ui rô phi to. Ui. Ê giời. Có này cơ mà. Ui, trắng hẳn luôn anh em ơi. Ôi tuổi nắng hơi sâu em thấy chưa, cấu này rất là khó gỡ, sợ vào tay anh em đi câu đủ, quên cầm kìm phải cầm chắc như em này nhé, nó dãy phát vào tay đấy. Trình vào tay lên rô phi nữa anh em ơi. Sợ hôm nay gọi là hôm nay cần lục làm ăn hiệu quả thật đấy. À, còn giống giống này đóng phát. Sợ mới cần cầu tay đây không bằng cầu cần lục. Đáp ngoài xa cá nó to hẳn đấy. À, anh em thấy chưa? Mình đi câu yêu thiên nhiên cái loại cá như này là nói sướng rồi. Sáng giờ còn cần lục em vã. Mấy cần tay trông thế nào mà không ăn thua. Này em vừa làm về trong câu buổi sáng này là em không đánh ổ đâu anh em nhé. Tôi chỉ về mồi thôi. Mồi này mồi đánh rô phi. Tôi chưa có thời gian làm mồi cho bác xem này. Đây mồi đánh rô phi.
Thấy rất là phê luôn đấy. Lục lạc manh này. Cái gì vậy? Bọn này nó tầm ngắm thật. Con này phải kìm gỡ nọi lưỡi móc hoặc là tay kinh điển. Anh em mà đi câu lục được phải có kìm nhé. Thu đồ về thôi anh em ơi. Đó. Hôm nay được mấy em to to này là về rán là ok này. Đấy. Anh em thấy chưa? Giật lục mà được mấy con to to về rán sướng nhỉ. Được là to nhất. Rồi, hẹn gặp lại anh em vào một câu tiếp theo nhé.